đã đạt vào trường đại học có số điểm cao nhất khối gồm các em như sau: Nguyễn Hữu Chí lớp 12C1 khối A tổng số điểm 25.2. Trao đổi kính mời lên sân khấu Phan Thị Mỹ Lộc lớp 12C1 khối A1 số điểm 24.9. Xin trao đổi kính mời lên sân khấu Mai Thị Thu Trang lớp 12C1 khối B số điểm 23.6. Trao đổi kính mời lên sân khấu Trần Thị Hai lớp 12C1 khối C số điểm là 25.75. Trao đổi kính mời lên sân khấu Trần Phạm Thanh Hà 12C1 khối D số điểm là 24.20-55. Trao đổi kính mời các em tiến về sân khấu. Đó là 50 học sinh đạt điểm cao nhất vào các trường đại học và nhất khối. Sau đây trao đổi kính mời lên sân khấu 3 em học sinh thi vào lớp 10 có điểm cao nhất. Kính mời lên sân khấu Lê Thị Như Quỳnh số báo danh 297 số điểm cao nhất. Trao đổi kính mời lên sân khấu Huỳnh Văn Hiên số báo danh 109 số điểm đạt vị trí thứ nhì. Trao đổi kính mời lên sân khấu Nguyễn Thị Minh Đức số báo danh 080 đạt vị trí thứ ba. Và 7 em học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong năm 2016-2017. Trao đổi kính mời lên sân khấu Võ Thị Quỳnh Như lớp 10A1 tổng điểm cả năm 8.6. Võ Thị Xuân Nữ 10A1 điểm trung bình 8.6. Tô Thị Úc Hoài lớp 10A2 điểm trung bình 8.6. Võ Thị Kiều Diễm lớp 11B1 7.8. Bùi Thục Như Bình 12B2 điểm trung bình 7.8. Nguyễn Thị Phương Dung 11B3 điểm trung bình 7.1. Lại Thị Hồng Tươi lớp 11B10 điểm trung bình 6.8. Vâng, thưa quý vị, và đây là những phần quà rất tình cảm mà các cậu học sinh khóa 94-97 gửi về, chúc cho các em học giỏi và là động lực để các em tiến lên phía trước, hoàn thành nhiệm vụ học của mình trong năm 2017-2018. Xin cảm ơn các em. Và sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Nhật, phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho cậu học sinh khóa 94-97 tiến về sân khấu tặng học bổng cho các em. Trân trọng kính mời thầy. Xin cảm ơn thầy Nhật và các em. Vâng, xin mời các bạn và xin mời. Cảm ơn thầy Nhật. Và sau đây xin mời đại diện phát biểu cảm tưởng của đại diện các học sinh. Trân trọng kính mời tiến lên sân khấu Nguyễn Minh Hiếu lớp 12C1 tiến về sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời em.